Ông này được giới thiệu là rất là đẹp trai, học giỏi, ngoan hiền và rất là ga lăng, nên thấy rất là thích. Và sau khi mà cầm cái máy tính ra rồi á, thất bại hoàn toàn. Trời, mặc áo sơ mi dài tay kính cổ, với quần tây mà nó dơ ơi là dơ, nhìn cái đầu rất đẹp mà như ông già ấy, mà nhìn từ trên nó chẳng có gì để gọi là đẹp. Lúc đó là cái tình là mình em bé lớp 6, lớp 7 vậy thôi. Chứ không nghĩ là lúc đó là 18 tuổi đâu. Nó đen, xấu, thôi là con mới đi về luôn. Lúc đó thì em đang tâm thế là em yêu đem trả thù lại thôi. Tại lúc trước em cưa cảnh dữ quá, bỏ ra cả 3 tháng trời họ trả thù để bỏ lại cho biết đau khổ như mình vậy đó. Chào hai em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Thu Sương, em năm nay 23 tuổi và hiện tại em đang là chủ trường mầm non. Thế còn em? Dạ, em là Vương, em năm nay 29 tuổi, em đang là nhân viên máy tính. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Chắc có thể là vô sửa cái dàn hát karaoke của cô đúng không? Trung Quốc rồi nha. Trung Quốc. Bữa nay cô là thánh Trung Quốc. Thôi để người ta nói đi ha. 5 năm về trước, em lên ở trọ chung với một cái người dì của em. Ông xã em là bạn của dì Út, thì đến để lấy cái máy tính của dì Út đi sửa. Thì mới nhờ em mang cái máy tính đó ra. Ông này được giới thiệu là rất là đẹp trai, học giỏi, ngoan hiền và rất là ga lăng, nên thấy rất là thích. Và sau khi mà cầm cái máy tính ra rồi á, thất bại hoàn toàn. Trời, mặc áo sơ mi dài tay kính cổ, với quần tây mà nó dơ ơi là dơ, nhìn cái đầu rất đẹp mà như ông già ấy, mà nhìn từ trên nó chẳng có gì để gọi là đẹp cả. Xong cái đưa cái máy tính cho vậy, cái cầm đi về một mặt luôn, chẳng có cảm ơn tiếng nào hết, làm hụt hẫng dễ sợ luôn. Mà bạn thì sao? Dì của vợ em hiện tại này, trước đó mấy ngày con nói rồi là có một đứa cháu muốn giới thiệu cho, nói chung là xinh đẹp, nó em cũng hí hửng lắm, đi xuống hơi bị bất ngờ một chút. Lúc đó là cứ tưởng là một em bé lớp 6, lớp 7 vậy thôi, chứ không nghĩ là lúc đó là 18 tuổi đâu. Nó đen xấu, thôi là con mới đi về luôn. Đi ra là đi về là có chủ đích hết trơn á. Hai người đều bị cô Út lừa. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì em cũng có cưa cẩm này nọ nữa. Một hôm thì nghe dì Út nói là trời ơi, bé không phải mẫu người của Vương thích đâu. Vương là hả, thích cái người rất là thùy mị nè, rồi nết na, rồi nữ công gia chánh. Còn em thì lại là nóng tính, mà dữ, mà vừa xấu, mà vừa lùn, vừa đen. Nói chung là chẳng có cái gì để hợp vậy. Mới nói là trời, người ta đã không thích rồi mà cứ nhắn tin hoài, phiền phức quá. Thế là từ lúc đó là bỏ luôn cái định cưa cẩm luôn. Thì khoảng 1.5 năm sau á, thì bất ngờ là anh này gọi điện thoại. Lúc đó là kêu bằng chú thôi, chứ không kêu bằng anh đâu. Tại vì lớn tuổi quá. Lý do gì mà tự nhiên em lại thay đổi thái độ? Hôm đó vô tình từ Bình Dương xuống Sài Gòn học, hôm đó về sớm quá, thế cũng lười về xem danh sách từ trên xuống, đến đây để dùng. Giống như là mời ai từ trên xuống dưới chẳng ai đi hết, cứ mình nhận lời thôi. Bữa đó ông ta mà Nguyễn ông đi ngang xong rồi ông thấy xẹt quá gái. Rồi đến cái mốc đó là các bạn đã yêu nhau chưa? Dạ chưa. Lúc đó thì em đang tâm thế là em yêu đem trả thù lại thôi. Tại lúc trước em cưa cẩm dữ quá, bỏ ra cả 3 tháng trời phải trả thù để bỏ lại cho biết đau khổ giống như mình vậy đó. Trả thù đâu không thấy mà cuối cùng thấy nha. Trả thù lại hả? Tại vì á, trong cái thời gian mà đang ý định trả thù á, thì á, thấy ông này thiệt tình quá. Từ Bình Dương mà chạy xuống Sài Gòn cứ ngày nào cũng đi như vậy hết. Thấy cũng thiệt tình quá thôi, thấy tội, thương luôn. Dạ, các bạn yêu nhau bao lâu? Yêu nhau được khoảng hơn 1 năm. Vậy thì khi yêu á, là em là xinh đẹp như thế này, cho nên anh nghĩ ổng là cái người ghen tuông lắm đúng không? Dạ. Chú ghen bé hay bé ghen chú? Dạ. Dĩ nhiên chú là mấy ông già mới ghen. Chú ghen bé. Không, ghen lắm đúng không? Sao vậy chú? Ghen đúng một lần thôi. Cái lần đó sao ghen? Lần đó là bé ngồi sau xe của người yêu cũ về quê, tự nhiên thấy dì Út của bé, thưa bạn á, gọi điện lên kêu là quan hệ hai đứa thế nào rồi mà bây giờ nó ngồi sau xe thằng khác rồi. Rồi sao? Đó là do là mình đi xe buýt thì hay bị say xe, cho nên là người yêu cũ nó là anh cũng đi làm trên đây rồi, sẵn tiện về rồi anh ghé ngang chở về, thì thấy là đâu có mất mát gì đâu, chở về thôi mà. Nghe dì Út gọi tới nói tới khúc đó rồi, tức mà vừa sợ mất. Sợ chứ. Lập tức gọi điện lên. Thừa nhận luôn là sao? Đâu có gì đâu, tại vì mình chỉ ngồi xe mình dựa vai ngủ thôi. Rồi không cái ôm ngủ thì trời ơi. Cái đó không có ôm mà là do là mình dựa thì cái người chở người ta sợ mình té. Thế là người ta mới nắm cái tay mình lại thôi chứ. Trời ơi. Cái gì cái lý do hết rồi sao nó gây cấn nè. Mình đúng hơi sốc. Rồi điện xuống cho vợ. Nếu mà em không yêu người ta thì anh rút lui. Thôi, vợ khóc lóc ý ơi đủ thứ luôn. Lúc đó vợ cái là khó thở vậy đó, cảm giác nấc nấc. Sợ xíu á. Thế sợ quá thì để xuống nói chuyện sau. Là đánh ghen kiểu đó thôi đó hả? Tưởng là chú này là phải bắt xe về liền. Chú lành quá chú ơi. Chú hiền quá trời hiền. Chú hiền lành như vậy chắc chắn là
Đó giờ chắc chú bị ăn hiếp nhiều trận lắm đúng không chú? Nhiều lắm. Thì sao kể nghe coi. Nó chạy xe thì nhìn mình nói một cái sau lưng. Em kêu chứ. Anh ơi, em bị cắn anh một cái. Cắn xong rồi mày về lại tím luôn á. Lý do sao cắn người ta? Tại vì á, ngồi sau lưng mà nói chuyện mà không thèm trả lời. Thế là tức quá cắn cho cái cho biết mình hiện diện. Vậy thôi đó. Rồi mỗi lần mà đi lên thăm em thì như thế nào? Mình ở Bình Dương, từ đó xuống đây rồi từ đây về khoảng 100 cây. Đi xe máy hả? Xe máy. Trời ơi, hao tốn dữ ạ. À, lúc đó là... công việc ổn định chưa? Xăng không, lúc đó mới ra trường à. Vậy đâu có tiền. Có khi nào cầm xe? À, có tờ giấy tờ. Cầm giấy tờ mà cầm lần vậy được nhiêu? À, được khoảng 500 thôi. 500 ngàn? Dạ. Đổ xăng hết 100 rồi đó. Mà cầm bao nhiêu lần? À, cái này cũng rất nhiều lần. Cứ thường cuối tháng nào phải cầm. 500 ngàn lúc mà sinh viên là cũng lớn lắm vậy. Nhiều. Bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Dạ 1 năm. Rồi. Chồng em một cái người hiền lành như vậy, hy sinh vì tình yêu như vậy, thì bây giờ về nhà ở chung nhà chắc ông không có cái tính xấu gì đúng không? Nhiều lắm, lúc mà yêu á thì em không thấy xấu cái gì hết trơn á, mà tới khi mà cưới nhau về rồi á thì phát hiện ra chuyện động trời là ở vô kinh khủng á. Từng tắm mấy ngày? Ngày nào cũng tắm. Nhưng mà mặc không cái quần sọt mà cứ mặc suốt một tuần không bao giờ thấy giặt. À, cứ sáng thì mặc bộ đồ đi làm xong rồi chiều về thay đúng cái quần sọt đó. Xong sáng hôm sau lại tiếp tục mặc bộ đồ khác đi làm. Chiều về lại thay đúng cái quần sọt đó. Mà cứ hỏi, ủa anh ơi sao anh hết quần rồi hay sao mà anh có mặc có một cái quần. Quần mới mặc có một tuần mà dơ gì em. Vậy là chú có mấy cái quần sọt? Em mua cũng rất là nhiều, mua 3-4 cái lận. Anh nhiều cái 3-4 cái lận. Mà lấy nhau 5.5 rồi mà có 3-4 cái quần á. Thì dĩ nhiên ổng đâu dám mặc nhiều. Mặc nhiều giặt quá nó mòn. Đúng không? À, ủa? Vậy thì trong cái lúc yêu đó sao em không phát hiện ra? À, trong cái lúc yêu á là do là tuần này em cũng về nhà trọ của anh á, giặt đồ đổi đồ cho đi làm. Giặt cho anh á hả? Dạ. À, cho nên là đâu có phát hiện ra đâu, mình không có ở đó cái bên đâu có biết là mặc cái quần sọt hoặc mặc một tuần lễ vậy đâu. Ngoài cái chuyện cái quần ra còn cái tật xấu gì nữa không? À, tật xấu là ngủ ngáy to lắm. Đó không phải tật xấu đâu, cái đó là tật bệnh chứ không phải tật xấu. Thôi bỏ qua đi, tội nghiệp quá. Nhưng mà cái nghĩ cái khi nào ảnh hưởng đến em không? Dạ cái có. Đôi ngủ không đựng điên loạn lên. Dạ đúng rồi. Mà cứ nằm cái bên mà ngáy o o, tự nhiên nhìn qua tức có tán cái bóp. Đỉnh dậy cho em nằm xuống ngủ tiếp không? Giật mình dậy hỏi, cái gì vậy em? Cái xong cái đâu gì đâu, ai kêu ngáy to quá à chi. Xong nằm xuống ngủ nữa lại tiếp tục ngáy nữa. Xong cái tức quá tán không có tác dụng bóp mũi. Trời ơi, bóp mũi hả? Rồi, còn tật xấu gì nữa không? À, trước khi cưới á, thì quan tâm với vợ dữ lắm. À, vợ đòi cái gì được cái đó, tới khi cưới về rồi là vô tâm vô tư vô lo, chẳng lo lắng gì tới vợ hết. Cái ngày lễ kỷ niệm nè chẳng bao giờ thấy mà mua một cái bánh kem hay một món quà tặng vợ. Vợ làm nhà giáo mà chẳng bao giờ 20/1 mà tặng vợ được bó hoa. Trời ơi, cái đó là xấu thiệt rồi đó. Vô chú tâm cái đó là chú vô tâm quá đó. Khi mà lễ á thì nhắc anh hôm nay lễ đó nha, thì về được hai trái xoài cây đi tặng vợ 20/11. Cái gì? Lúc mà là yêu á, tân tiêu như vậy thành giống như là bản năng luôn mà sao? Lúc cưới xong lại là mất triệt cái bản năng đó vậy? Cưới xong thì nhiều có thể lo quá rồi, không nghĩ đó quan trọng lắm. Tức là không phải là quên, nhớ nhưng mà nghĩ rằng thôi, cái đó lúc yêu nhau thì cần thiết rồi, bây giờ chắc không có cũng không sao đúng không? À, sao lúc yêu nhau rồi 100 cây số cũng chả sao. Thế bây giờ cô vợ của chú có thật xấu gì không? Cũng nhiều lắm. Lúc mới quen là thấy hiền. Nhìn dễ thương lắm, nhưng mà cưới về biết là mới biết dữ mà quá dữ luôn. Ví dụ khi mà đang ngủ kêu chạy ăn cơm mà mắt ra trừng lên sạc cho mà tăng liền. Sạc tức là chú sạc bé? Không, bé sạc chú. Tại vì lúc em thì khó ngủ xuống được là rất là mừng. Tại vì tự nhiên vô kêu em về ăn cơm, trời ơi tức dễ sợ, mới giờ ngủ được kêu anh ăn cơm mình đi. À, em không ăn đâu, em ngủ. Rồi sau cái giận đi ăn cơm một mình. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt dữ lại một chút. Mong muốn cái gì nữa nói luôn đi. Chỉ bớt dữ lại được rồi. Đơn giản vậy thôi. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Quan tâm vợ chút xíu, bớt quan tâm bạn bè đi, lo cho việc gia đình nhiều hơn. Chị thấy vậy nè, cái tư tưởng của em á là chưa có đúng đâu. Mình đeo đuổi cả một thời gian dài, tốn bao nhiêu lần tiền rồi cầm xe cầm cộ, bao nhiêu công sức lực chịu đựng đòn đau rồi nhéo rồi chịu cắn để lấy được cổ đó. Lấy rồi thì phải giữ, chuyện lấy nó dễ hơn là giữ nữa. Phải giữ người ta chứ đâu có thể nào mà đặt mục đích là lấy được rồi xong thôi. Mình có một cái bản năng là quan tâm rồi ga lăng rồi để tâm đến người bạn gái của mình, tự nhiên lấy người ta xong rồi cái bỏ cái bản năng đó đi phí hoài. Chị thấy em nên giữ cái đó, tại vì chị cảm nhận cô này cô giỏi rồi nha. Năm mà chị 23 tuổi chưa làm được cái gì hết mà cổ đã là chủ một cái trường mầm non, không có đơn giản đâu đó. Còn cái giữ đó là một cái bản tính, cái sự cứng cỏi, cái sự mà gọi là cần phải thế này thế nọ đối với cuộc sống á. Thôi bây giờ mình quan tâm đi chứ. Chị nghĩ là với cái việc mà vợ em đang phải làm
cái đầu cũng mệt mỏi lắm chứ không có đơn giản ha. Rồi bây giờ em có muốn nói gì với vợ? Vợ luôn mong muốn lâu lắm rồi, và đến ngày hôm nay thì em sẽ thực hiện nó. Đây lịch lãm quá đó, muốn tặng hoa người ta tặng hoa đó. Đây điều mong muốn của vợ bấy lâu, em sẽ thay đổi nhiều để quan tâm em nhiều hơn. Em và con. Em phải công nhận là hôm nay là ngày gì ta, hồng hội ngộ ha. Các bạn giới thiệu cho mình. Em là Hà Trọng Nghĩa, năm 32 tuổi, làm thiết kế nội thất. Còn em là Nguyễn Thị Thanh Nhạn, 27 tuổi và hiện đang làm tổ chức sự kiện. Bên này trang trí nội thất, bên này tổ chức sự kiện. Vậy thì sự kiện nào hai bạn gặp nhau? Cách đây khoảng 12 năm thì lúc đó em đang học cấp 3, thì lúc đó là tập tành lên mạng để chat, không biết sao mà tình cờ gặp được cái anh này. Trên mạng em chat thì cái em gặp được cái nick cô đó, em thấy hay thì mới chào em, xong rồi em show webcam lên cho cô xem. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà em thấy cái anh này thì thấy sao mà đẹp trai quá. Không đẹp trai thiệt. Rồi em có show Dạ không, tại vì em có tiền để chat webcam nên là không có gửi webcam cho anh này được. Lúc đó em nghĩ là thôi giờ em cho gửi hình cho anh đi, mình cũng nói chuyện vài ba câu vậy thôi. Ngay ban đầu thì em đã gặp mặt Nghĩa rồi, Nghĩa chưa gặp mặt em. Vậy thì bao lâu thì em mới gặp mặt được vợ em? 2 năm sau lên Sài Gòn học thì có một hôm á thì mới vào những cái hòm thư cũ, thấy những cái dòng thư ngày xưa mình viết cho anh này xong mà nó ngô nghê, nó dễ thương quá, xong rồi mới nhắn tin lại cho ảnh là em giờ em đã lên Sài Gòn học rồi, nếu mà anh rảnh thì mình gặp nhau. Thì hôm sau em mới nhận được cái mail của ảnh, là nhận được cái số điện thoại của ảnh, em mới gọi điện cho ảnh để mà hẹn gặp. Ủa vậy lúc mà em nhận được cái thư ở trên mạng của cổ đó thì em có nhớ liền cô đó là cái cô bé mà mình đã gửi webcam không? Nhớ được cô đó à. Nói xong rồi cái mình mời cô uống cà phê để mình coi mặt ở ngoài như thế nào. Em cũng hồi hộp đó, cứ đi tới đi lui trong nhà, xong rồi nghĩ không biết anh mẹ anh có già anh có xấu không, tại vì mình gặp trên mạng là có hai năm rồi đúng không, mấy lần không có nhớ tới anh này nữa, là không biết là có phải là anh không hay là anh cho người khác thì sao. Em đang suy nghĩ vậy thì nghe tiếng xe trước nhà mình để mới đi xuống. Lúc đó có giống như trong suy nghĩ của mình không? Dạ không, thấy ảnh dễ thương. Vậy thì em khi mà ấn tượng đầu tiên em gặp vợ em thì như thế nào? Tròn tròn, má xinh xinh, hình là dễ thương hết. Trong 2 năm đó hai bạn coi như là biết nhau trên mạng xã hội. Cả hai bạn thì như là có một cái trung nhân gì chưa? À, lúc đó thì em có bạn trai rồi. Em ngồi nói chuyện với anh này nè, thì em thấy trên cái điện thoại của ảnh á có dán cái hình của một cô gái. Thì em mới hỏi ảnh là anh có bạn gái chưa? Anh nói là chưa. Em nói ủa sao chưa có bạn gái sao lại dán cái hình cô gái trên cái điện thoại? Thì anh mới nói là bạn thân của anh mà, chứ mấy ai mà dán hình bạn thân á. Không, cái đó là người yêu vừa mới chia tay xong mà quên lọt ra lấy cái điện thoại về cái mình nằm ở đó. Xong rồi em cũng thấy cô ta đeo chiếc nhẫn trơn ngay áp út. Em mới hỏi tại sao cô đeo nhẫn ngay chỗ áp út đó. Cái cô ta nói không vừa ngón nào hết, đeo ngón đó. Mình nghĩ mình đây ăn miếng trả miếng với mình đây. Đó bắt đầu từ đó cái ấn tượng, xong rồi cũng bố là tin nhắn. Dạ bực mình lắm chị, ngày nào cũng hả ba bữa cơm ba bữa là nhắn đều đặn hết á. Cái mà tới em gọi ảnh là cái đồng hồ sinh học của em 4 năm trời. Trời ơi 4 năm trời. Như vậy có nghĩa là trong thời gian em cua vợ em á là em không có bạn gái luôn á hả? Thời gian đó là em đi làm, đó còn mê game nữa, đó là đâu còn thời gian đâu mà cho người khác nữa, cứ có cô này thôi. Khi cô này đồng ý quen mà em bỏ game luôn. Trời ơi vậy là chân tình quá ha. Mà em có tới nhà của vợ em thường xuyên lúc đó? Em không có cho vô nhà. 4 năm tới nhà em là chị đứng ngoài cổng thôi, chị mưa thì áo mưa đứng ngoài cổng. Chị đến bao lâu thì em mới cho Nghĩa giáp mặt với mẹ? Cái ngày em tốt nghiệp đại học á, rồi ảnh nhất định anh đòi lên anh tham dự. Mà em thì em nói anh có lạ gì của em đâu, thì anh lên làm gì? Thôi thôi lì mà, lúc đó là mình lì mình biết rồi, mình dậy sớm thì mình lên đó mình nhìn trước. Đó. Xong rồi khi cô ta tốt nghiệp xong mình vô đông. Xong rồi thì mọi người chụp hình chung với nhau, thì về nhà mẹ mới xem. Xong rồi cái mẹ hỏi cái người này là ai, thì em mới nói là cái anh này anh thích con vậy đó. Cái mẹ nói vậy thì cho mẹ gặp đi. Thì trong đầu nghĩ là nếu mà ba mẹ đồng ý thì thôi quen luôn. Có dắt về cho mẹ gặp không? Dạ có. Rồi gặp rồi là mẹ ưng luôn đó. Cái ngày mà gặp á, cái 2 giờ sáng ảnh còn nhắn tin cho em. Anh nói em ơi sao anh hồi hộp, anh căng thẳng quá, không biết ngày mai gặp mẹ rồi mẹ sẽ hỏi anh cái gì bây giờ. Cái nhìn đầu tiên của mẹ dành cho chồng em á, nó ra làm sao? Mẹ nói cái anh này hiền, dễ thương. Mẹ cho 8 điểm trên 10. Điểm tới luôn đó. Dạ, là quen luôn nhưng mà cũng không có tình cảm gì hết trơn. Vậy hả? Bữa đó là em nhớ là em đi chụp hình, cô này không cho em chụp. Đẩy ra đi nè. Người bạn á, đứng chụp luôn đi. Cái em cũng đứng vô chụp luôn. Nhờ vậy cái là mẹ, tôi đâu biết mẹ biết. Đẹp trai không bằng trai mặt, em có cả hai luôn đó. Ghê thiệt á. Mà nãy giờ nói chuyện á, anh không nghe em nhắc tới ba em. Vậy thì không lẽ giờ lấy lòng được mẹ rồi chắc ba em cũng dễ lắm hả? Bữa đó là tối em tới nhà chơi, bố ra cầm một cái bình rượu, bố nói bước chân vô làm rễ nhà này và uống hết nửa bình đó. Nửa bình luôn. Trời em xanh mặt luôn, nó giờ sao đó, trời con đâu biết uống rượu đâu bố. Con không biết uống rượu đâu bác.
dạ, thế bắt đầu cái đó. Lúc đó giống như là mình bị dồn vô thấy kẹt luôn. Cuốn không? Xong rồi cũng đỡ là mẹ với lại vợ ra nói thôi. Thôi nó mới tới mà, cho nó nghỉ ngơi đi. Được tưởng thoát rồi. Sáng 7 giờ sáng bố lại đưa cái bình ra hay uống. Nếu không uống là không được làm rễ. Lúc đó thì cũng tìm cách ép uống tiếp. Quyết định luôn là nói con uống. Cái bố mới nói là được. Chị thôi. Chị nói là chị được. À, à hiểu rồi, vậy là thử lòng. Thử thế sau này hai vợ chồng mới biết là bố mẹ thử con rể. Lúc đó mà liều mà uống thì chắc không lấy được. Cái đó là tôi bưng nguyên mình uống luôn á. Thực sự mà bố mà bắt uống rượu rồi mới cho làm con rể thì chị cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà cuối cùng công nhận ông già cao cơ thì thử đó mồ hôi hột quá trời luôn. Xong rồi cái cuối cùng bố nói không một câu là làm gì thì làm mấy vừa lòng bố đẹp mặt người. Thì đó câu đó sâu xa quá mình nhớ tới bây giờ luôn. Thì mình hiểu là không phải mình không biết uống rượu mà mình phải có sự tốt với vợ với lại gia đình thì sẽ tốt hơn. Là hai bạn lấy nhau lâu chưa ta? Dạ tụi em cưới được 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi rồi 4 năm tìm hiểu hả? 4 năm đại học á là biết nhau thôi, không có quen nhau. Sau đó là yêu nhau 4 năm nữa rồi mới cưới. À có nghĩa là đó. Tới thời điểm này là 12 năm. 12 năm. Vậy thì sao hôn nhân thì có chuyện gì bất ngờ không? Tại vì thực ra là đã hiểu nhau quá rồi đúng không? Dạ. Rất là bất ngờ sau hôn nhân á là ảnh giỏi tề cha nội trợ. Thì ảnh là con một, chưa bao giờ phải làm những cái chuyện gì trong gia đình hết á. Làm tất cả công việc nhà, giặt đồ, nấu nướng, cơm nước là ảnh làm hết. Hay quá. Em có phát hiện bất ngờ gì ở vợ không? Dạ, bất tật xấu mà. Gì tật xấu hả? Thế thì bây giờ anh và chị Vân và tất cả khán giả đang rất muốn nghe cái bất ngờ xấu từ vợ em. Có biệt danh tặng vợ luôn đó là Dũng Sĩ Diệt Mụn. Trời ơi! Dũng Sĩ Diệt Mụn là dạ, sao? Là hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện tình cảm với nhau. Cái vợ ngồi vuốt ve em thì cũng mình đang cơ cơ vậy, tự nhiên móc một cái thì cho nên thấy mình lên cầm cầm móc cái gì móc cái mụn dạ, mình sau lưng, cái cần cầm lưng sau lưng. Cái mình đau quá mình la nó. Em làm cái gì? Cho em lấy cái mụn này ra đi. Em nói đau lắm. Vợ mới nói chút xíu có đề đâu, cái chảy máu luôn mà không đau hả? Lúc đó là em bậu em đẩy ra, nói không được nữa, anh nói không chơi. Cái sau cái biết được em cái mấy lần ngồi kế em, anh ơi, em có điều này nói với em, tên nói với anh. Đâu em mày nghĩ là biết chuyện gì rồi? Biết rồi đó. Em đẩy ra ngoài, nói, không có chờ đó nữa nha. Em cứ vuốt cái lưng mà thấy cộm cái là em bấu liền, em ngứa cái tay là em không chịu được. Em đâu có mụn nhiều đâu, lâu lâu có một cái mà cứ gần tới gần hai chồng gần nhau mà cứ nặng mụn mất hứng hết. Bực bội thiệt. Bây giờ còn nặng mụn nữa. Dạ còn, nhưng mà bây giờ thì biết chứ nè, anh quạo thì không chơi trò đó nữa. Chừng nào mà vui cái anh cho em một cái thôi. Năn nỉ cho một cái thôi, bữa nào vui thì nặng đi. Uổng ghê á, có những người á ghiền được nặng mụn á thì là gặp những người vợ không thích nặng mụn. Trong khi em ghiền nặng mụn thì gặp ông chồng là không thích nặng mụn. Đầu lắm chị ơi. Dạ có một cái nữa là em hay có tiệc với lại bạn bè á, bữa em có nhắn về trễ, em mới nhắn tin đó là ăn trước đi đừng có đợi anh. Thấy không chịu ăn, cái ngồi mặt bú xị buồn còn lò bầu với em, biết người ta đợi rồi mà còn về trễ nữa. Em tức nữa, tại vì em nói em nhắn tin rồi, em cũng thương vợ em lo lắng chu đáo đàng hoàng là hôm nay em về trễ rồi. Em quậu lên. Lộ lên thì thấy vợ tội chưa ăn gì hết, đói. Ok em mới nói ăn gì? Trời hơi bất ngờ nha. Vậy không đó, không có dịu dàng với phụ nữ đó. Mà cái vợ em lại thích cái tật là hay muốn xin lỗi. Lúc đó em sao? Em ăn giận gì? Là em im lặng luôn. Im lặng hả? Dạ không trả lời, không trả vốn. Anh hơi bất ngờ ở chỗ là gì, từ đầu chương trình tới bây giờ anh ngồi nói chuyện với Nghĩa, anh nghĩ thấy Nghĩa là một người rất hiền. Dạ cọc tính lắm. Có nghĩa là Nghĩa không phải là nóng tính mà là cọc thôi phải không? Dạ. Em thì giống là nói rõ ràng hết mà không làm theo, cái mà về nhà còn là bâu ngược lại mình nữa. Thì em mới tức quá mới nói, xong rồi em nghĩ nhỏ con quá đau bao tử bệnh thì sao thì em xuống nước. Rồi em mới nói là thôi em ăn gì anh mua cho em ăn. Vợ mới nói là xin lỗi đi nha. Em là không mày xin lỗi rồi nha. Xong rồi cái em cứ đi mua về cho để đó rồi ăn đi. Xin lỗi nhưng không có giờ thành tâm nha, xin lỗi. Vậy đó. Vậy hả? Rồi dạ. Cuộc em có ăn không? Dạ ăn. Ăn đói. Bây giờ anh chỉ hỏi một điều là em có một cái điều gì đó mong muốn ở vợ em không? Vợ em đi công tác nhiều, do đó sức khỏe không được bảo đảm á. Em cũng mong muốn là vợ
đi ít lại để dành thời gian cho gia đình chút. Còn cái nữa là khi đi làm về phải tắm rửa liền. Giờ em mới tật là về nhà để nguyên bộ đồ đi làm, cái lao vô bếp xong rồi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi hết rồi mới đi tắm. Em thấy cái suy nghĩ đó là hợp lý không? Dạ, ngày nào cũng bị nhắc nhở. Cái bộ đồ đi làm của mình, làm đồ ăn rồi lỡ mà nó dính dầu dính mỡ hay là nó hư thì uổng lại tốn tiền nữa. Cho nên rằng theo chị thì em nên nghe lời của chồng. Thế còn em mong muốn chồng em điều gì? Em mong muốn là phải dịu dàng với phụ nữ. Mỗi lần mà điện thoại tới mà nghe mà không rõ cái gì nói gì đó, lời nói không mất tiền mua. Đó, nói sao để cho vừa lòng nhau, đó là vợ muốn nói vậy đúng không? Thực ra chị thấy em cũng nên nghe theo cái lời đề nghị của vợ em. Cái đó cũng là tốt cho em mà tốt cho vợ em luôn. Ngoài ra còn gì nữa không? Dù là rất là giỏi tề gia nội trợ nhưng mà rất là bừa bộn. Quần áo ảnh xếp xong là quăng vô tủ thôi, tới lúc mà em đi tìm đồ không thấy là em dễ nổi điên lên lắm. Điên à, ủa rồi trong nhà là ai là người giặt quần áo? Em giặt hết cho nhà. Ủa, vợ không có giặt hay sao? Cái thỉnh thoảng công việc của em là thường xuyên phải đi công tác, thậm chí tới khoảng mấy tháng không có thấy cái máy giặt luôn. Xong rồi cái hôm đó ra ban công mới đứng nhìn cái máy giặt, nói ủa anh xay cái máy, mới xay cái máy giặt lại hả? Anh nói ủa em bao lâu rồi em chưa giặt đồ em? Không. Giờ có mong muốn là vợ giặt đồ phụ mình không? Thì nãy em có nói là bớt công việc để dành thời gian hai vợ chồng làm, đừng để em làm nhiều quá như đổi vị trí quay trò. Chị nghĩ rằng là với những cái góp ý chân thành của chồng mình cũng như vợ mình đó, tụi em cố gắng giảm cái tôi của mình lại để mà mình giữ cái máy ấm. Đây là một người chồng theo chị là rất tuyệt vời đối với những người phụ nữ thời nay đó. Ngược lại thì em lại có một cô công chúa quá xinh đẹp, mặc dù cô ấy chỉ hơi nóng tính một chút xíu thôi. Giá như bây giờ em bỏ cái cọc cằn đi thì biết đâu cô ấy sẽ là một bà tiên dịu dàng. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Bên đây là người phụ nữ Ukraine và bên kia là người đàn ông Tây Ban Nha. Đó. Đâu Kazakhstan chứ. Kazakhstan đó. Kazakhstan ha. Rồi, xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Lê Thanh Minh, nghề nghiệp là giám đốc công ty và MC. Như vậy gì là giống giặc chứ sợ đó, luôn á. Như vậy là chắc chắn là công ty là tổ chức sự kiện. Dạ, nè, đúng không? Dạ. Mà em có thể nói chút xíu về công ty của em đi. Dạ, công ty của em là chuyên cung cấp âm thanh cho mấy cái event khai trương rồi. Dạ. Là ở đâu em? Dạ, ở Bình Dương ạ. Em ở Bình Dương. Có nhiều tiệc tùng là ổng cung cấp hết. Trời ơi, thành phố Bình Dương bây giờ rộng lớn mà hạ tầng cơ sở là số 1 luôn. Chị mới xuống Bình Dương, chị mới xuống 2-3 bữa trước. Ở đây thôi, một cái khoảng mà diện tích không bao nhiêu mà có tới 3 cư dân của 3 thành phố khác nhau luôn. Quá dữ luôn. Thành phố Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức. Thành phố Ukraine. Ukraine. Cư dân Ukraine nhưng mà sống tại thành phố Thủ Đức. Dạ. Ở Minh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi Minh? Dạ em 37 tuổi à. Dạ. Tổ chức sự kiện xong không có MC lỏng nhào lớn là MC luôn. Dạ đúng ạ. Em bao hết luôn. Bao sân luôn. Dạ. Chà, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu cho mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi. Sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À, cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Đoán hả? Chắc lẽ là cái mầm nọ, trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị. Không ra, vô tình tìm được một cái ông này, ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị làm một cái tổ chức một buổi lễ hoành tráng. Sau đó nhìn thấy cô gái này đẹp quá, ông cô luôn, đúng không? Dạ cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. Rồi không như cái tình cảm quá đặc biệt luôn là à. Hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ có nghĩa là trên chiếc xe đó mới biết nhau. Em thấy dễ thương quá em tán luôn từ đó. Rồi bây giờ kể luôn đi đó. Dạ thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chách Cần Thơ luôn, Bình Minh, cách nhau một cây cầu Cần Thơ thôi ạ. Thì xui sao mà hai người ngồi gần nhau chung ghế luôn. Hơn chứ. Dạ. Hơn sao á. Tao ngồi gần nhau. Thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em nói nhiều quá. Em nói nhiều quá nghe, em ơi, em tên gì vậy? Là Tuyết. Cái nghĩa là không có quen á chị. Tức là dạ. Tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ. Thành ra dạ. Em bị lầy lội mà em không biết. Dạ, tôi lầy lội mà trở thành bị vô duyên. Mà dạ. Không hề biết. Đúng rồi chị. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nói đó, cái cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Mà nói mà bất cần coi như là nhìn thấy thái độ người ta
Hên là sao ông này ông có nhiều dữ cái rảnh đường đi đúng không? Dạ không. Kế bên luôn hả? Kế bên luôn. Trời xui cho em, cái là xui cho em mà không né được luôn. Một hàng ghế luôn. Rồi, sao nè? Khó chịu đúng không? Đúng rồi. Sao bằng, mà nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Cứ là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần cái trạm dừng chân đó. Dạ, có cái trạm dừng chân giữa đường á. Dạ xuống thì em coi coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó là em cũng mò tới mò tiếp. Em ơi, anh có thể ăn trưa cùng em không? Anh ngồi kế tỏ, tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cháu nội? Cái gì vậy? Có quen biết cái đâu mà ăn trưa? Cái này. Nhưng mà rồi sao lúc đó em có ngồi không hay là em ngồi chứ em lì lắm. Em không lì là không có ngày hôm nay. Có nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Nhưng mà em dân miền Tây mình hay gọi là gì là dê đó không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dê, nhìn ông dê lúc đó dê lắm, nói nhiều mà còn dê nữa mà dê mà dê đạo lộ luôn. Trời ơi, thấy có đụng tay đụng chân chữ miền Tây là dê đạo lộ. Dê đạo lộ đó, tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng cái rồi. Kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng rồi đó. Dạ không, em ngủ, em giả bộ ngủ, chứ em không hề buồn ngủ. Dựa vô cái là thô ra. Trời ơi. Kỳ hết sức. Ngồi bây giờ nè. Ghê thiệt luôn á. Vô ngồi chiều cái chiều tới cái lúc mà tính tiền thì ai trả? Em mới vừa kêu với cơm ra ăn thôi, cái ổng đứng từ xa ổng tìm coi em ngồi ở đâu. Tìm cho bằng được. Em mới vừa ăn được nửa dĩa cơm thôi là ổng lại ổng ngồi trước mặt em liền. Xong rồi em không ăn cơm được, tại vì ổng ngồi kế bên mà ổng nói nhiều nữa, em không ăn được, ngại nữa. Ông này sao mà ổng vô duyên mà ổng nói nhiều nữa. Thôi em bỏ luôn dĩa cơm, tính tiền đi ra luôn. Em tính luôn. Em tính luôn. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin được? Dạ, lý do sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc, tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Có gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn, vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên đây, qua có cái cầu Cần Thơ à. Mời đúng cà phê liền luôn. Ủa sao vậy em? Gần xuống xe là anh nói nhiều lắm. Anh nói mà sao mà xin được cái số điện thoại đó, mình thôi mình kệ, ổng nói nhiều quá cho đại đi. Cho đại đi, nói nhiều quá nhức đầu quá, thôi mình cho luôn cái số điện thoại. Em cũng không nghĩ gì đâu, về cũng không trông mong gọi điện hay nhắn tin gì cả, mà ổng điện miết rồi ổng nhắn tin miết luôn. Nhưng mà thật ra là trong tâm là không muốn cho đúng không? Không muốn cho mà nói nhiều quá dai nữa. Cho rồi đúng rồi. Vậy lý do gì mà sau đó ta rủ đi cà phê lại đi? Đó lúc đó là học đang còn học bên Cần Thơ á, là nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa là phải. Lúc đó là ngồi trong quán cà phê đó, rồi nói thôi hẹn ổng ra đây ngồi luôn nói chuyện. Ổng hẹn hay là em hẹn? Hẹn trước rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình nghỉ buổi trưa, mình đi học xong buổi trưa, giờ nghỉ trưa đó. Rồi mình thôi kêu thôi em đang ở đây nè, thôi lại đi đó. Rồi nói chuyện. Không như lần đầu tiên là hai đứa là đi ăn cơm hay là đi uống cà phê? Uống cà phê thôi ạ. Ai rủ? Em rủ. Mà rủ đi cà phê Thanh Thiên Bạch Nhật hay là đi vô cà phê nó hơi vắng vắng? Dạ cái có này mấy loại cà phê mà, cà phê giỏng nè, cà phê tròi trong nè. Cần Thơ nó có cái tum. Cà phê tum. Dạ, cái tum á. Thì nó có cái màn sáo. Xuống vô trọng ai thích xả xuống thì xả. Mà kéo lên thì kéo. Nhưng mà người nào mà tình yêu, tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ em mà lại rủ vô đó. Dạ em rủ. Là em đi vô cà phê tum. Cà phê tâm. Mà lần có kéo màn không? Đó. Lần đầu tiên là rủ vợ là đi cà phê tâm. Cà phê tâm. Mà em có biết cái vụ cà phê tâm, cà phê lùm, cà phê tròi không? Ý là chỉ địa điểm thôi, nhưng mà em cũng đi theo, chạy theo sau mà hai xe có đạo cái xe. Đó rồi xong rồi. Tiêu rồi. Xong rồi tiêu rồi. Dắt tự nhiên dắt mình vô trong này. Rồi. Rồi sao? Cái đầu cái thôi kệ mình cứ vô đại đi, có sao đâu, mình không làm gì nhưng thôi. Nhưng mà biết ổng về lắm rồi đó. Mà cũng vô tâm. Mà có vô không? Chắc nghi là có thích em chạy rồi có kéo màn không? Mà kiểu dối lòng thôi. Thì phải thích thì tới vô thôi. Nhưng mà có kéo màn không? Ổng vô ổng kéo màn hạ nửa phân nửa thôi. Ý là lịch sự thôi. Mình nắm tay nắm đồ sập xuống cái là em về liền luôn á. Phân nửa thôi cũng biết khôn, kéo phân nửa thôi. Biết khôn á. Rồi sao sao dạ thì vô làm sao? Cái là em cũng phải đi từ từ. Đó em mình phải đánh từ từ vào chứ mà vô chụp tay cái là về liền. Máu cam liền. Đó nên em cũng dò từ từ, em đi hai ngón tay từ từ vậy đó. Kêu nước đồ ra đầu cũng ngồi. Thì cũng kể là nhà quê nội ở đây, quê em ở đây thì quá là tiện rồi. Anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó. Từ. Có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không? Ví dụ như là anh rất là thiếu tình cảm. Ý vậy luôn vậy. Anh... Có luôn. Sao mà chị đúng tìm đen em luôn á. Không giận như chị đang tự bươn chải tự lập. Đó, có nghĩa là tự số ấp mình đó. Dạ tại vì lúc đó em cũng 30 rồi. Dạ nên là em dễ nói lắm, em dễ bịa ra lắm. Để đánh động tình thương. Dạ. Mới đi nghĩa vụ về, kia đi trong quân đội ra này kia thiếu thốn tình cảm này đó. Đúng không? Rồi bên này có động lòng không? Nghe cũng động được. Trời ơi, cũng yêu bằng tay mà em nói sao rồi vậy? Rồi sao? Rồi cái tay có có. Đi gì nè?
Rồi giờ nắm tới đâu nè, giờ đâu em thử em làm lại lúc coi đây. Tới đây thôi. Lúc đầu là cái em nắm vậy. Ừ. Cái nó cũng giật lại. Giật đó. Cái gì vậy, có gì đâu, nắm tay thôi mà. Cái má la, cái gì vậy, má đâu la đây, má không có má đâu nữa đây. Cái đầu em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Giật tay nữa. Ờ. Quê vậy. Có nghĩa là tới là có nghĩa là gần tới nách thôi là có điện á. Dạ. Có điện. Nhưng mà sao bữa đó thường á, biết không, có những người á là vậy nè. Ngồi vậy nè, xong là vậy thôi đó. Mày để tay mày bê đê quá vậy nè, vậy nè, đó, vậy nè. Đó, em biết sao không, anh á thì... xe hoài, ấy vậy đó, có xe hoài á. Anh đi nghỉ vụ về xong là cuộc sống anh nó cứ cô đơn vậy. Mà xe hoài, đâu có xe, từ từ có xe lên đó chứ. Dạ. Sao không? Búp bà. Y vậy luôn nè. Đó. Y vậy luôn. Dạ. Đó. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không, em chạy mất dép luôn. Chạy luôn. Ủa sao vậy? Chạy luôn, chạy luôn. Ủa sao vậy? Kiểu bị sợ. Sợ. Sợ không ta về đúng không? Dạ, dạ. Đó, xong mà rồi cái... vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? Có nghĩa là sau quá đó em thấy bị chạy mất dép mà. Ờ. Đầu về thì xui cho cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sai điện thoại khác, mà có em thì xuống. Lúc đó em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều. Ừ. Em cũng với lại cái này là bây giờ mới nói chứ mà sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quấn em nữa. Ừ. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó, em có tỏ tình vậy đó. À. Cái kiểu mà mình si cua vậy đó. Thả. Thì chỗ nào đó, cũng không có, mình phải cũng đặt tâm lắm. Nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối. Dạ, cũng rối lắm. Rối em sợ ế luôn á. Tại bước qua cái đó nó là khó lắm luôn. Có cái mã nè mà có cái miệng nữa. Để cho người ta kể. Rồi sao thì cũng em cũng văng là cũng năm ba cô vậy đó. À. Thì về vợ em mất số điện thoại. À. Em thì còn, vợ em mất điện thoại là mất luôn số. À. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Ừ. Em thấy không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy okay, nghiêm túc, tại vì không giật lại đúng không, thì thằng khác nó cũng giật lại. Ừ. Trong đầu em nghĩ vậy. Ừ. Chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi, nó sấn rồi. Ừ. Đó. Ừ. Em mới suy nghĩ đầu điện đấy, anh Minh nè. Khỏi anh Minh nào nữa chứ. À, đúng rồi. Ừ. Đó không nhớ. Ơi. Em không quan tâm luôn. Bỏ qua mà đúng không? Bắt đầu lúc đó em chơi chiến thuật thôi, đánh nhanh rút gọn đi, giờ cũng chuẩn bị bước quá qua. Ngon rồi, được rồi. Chuẩn bị bước qua 31 rồi. Ừ. Đó. Nó thôi giờ mình cưới nhau nha em. Ừ. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Ừ. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc, rồi em điện thoại về cho mẹ nữa chứ. Em nói mẹ có người hỏi cưới con kìa. Ừ. Rồi mẹ nói sao? Ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy, nó ở trên Bình Phước á. Trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nói ra rồi. Nói rồi sao? Cái nói thôi mày về đi rồi tính. Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mới có 23, 24 à. Ừ, con trẻ mà. Dạ. Đó. Về có kể cho mẹ nghe là đó thì anh dắt con vô tâm hay đó. Chưa, giờ lên sóng chắc biết. Không có giờ lên sóng biết nè. À, rồi khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ, rồi sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Dạ. Ừ. À, nhưng mà dạ, trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Vẫn có lãng nhiều. Mạn không? Vẫn còn nói nhiều, lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Mến mến là hết sợ rồi đó. Dạ. Là từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý. Nó hỏi thăm rồi ăn sáng ăn trưa thường xuyên vậy đó. Dạ. Thấy cũng thấy cảm thấy gần gũi. Dạ. Rồi cái lúc mà anh nói là anh xin cưới em làm vợ đó. Dạ. Là trong đầu em là em có nghĩ là em sẽ làm vợ anh không? Lúc đó em cũng muốn định lập gia đình rồi. Mà vì người miền Tây mà người ta cũng mê tín dị đoan lắm. Em cũng đi coi bói đấy chứ. Em mới nói, em mới coi tuổi ảnh với coi tuổi em. Cái thời thấy hai tuổi này cũng hợp. Thôi giờ mình yêu ổng cũng 50%. Thôi giờ 50% còn lại để tin dạ, tin vào cái tuổi tác dạ, sau này mình còn vun đắp thêm. Tại em tuổi Sửu, dạ, vợ em tuổi Dậu, dạ, là dạ, nằm trong tam hạp. Dạ. Dạ. Bao lâu thì em mới hỏi cưới luôn? Dạ, có nghĩa là cái nhắn tin đó là sau 3 tháng là em qua dạm ngõ đám hỏi đám cưới luôn. Là có nghĩa là dạm ngõ với đám cưới là gần nhau đúng dạ, không? Dạ, gần nhau. Ok, ngồi lưng chút xíu. Chùi răng. Em bị gần cái son á, son đi. Lên. Lên đi, lên đi cưng. Lên nào. Vui quá, mình vui quá. Giọng này giọng lên lên em si tiệt cười chết luôn á. Dạ, Lê Nam á, kiểu của em dạ, giống Lê Nam á. Em có biết anh Lê Nam? Dạ biết. Ờ, đó. Em là học trò của anh Khang, cũng mới quay cái số Bà Chồng Son vừa rồi, anh Nguyễn Khang. Khang dạ, dancer á. Dạ. Rồi. Rồi tiếp tục. Rồi, như vậy là coi như là sau 3 tháng. Sau 3 tháng. Một quý một thôi là coi như cưới luôn đó. Dạ, đưa nàng về Vinh luôn. À. Mà làm đủ lễ nghĩa đủ hết. Lễ luôn, ba lễ luôn. Ừ. Rồi nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm dạ, giá đúng trị rồi, đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Lúc mới yêu người ta thì dắt vô tâm vô tròi.
mà tới chừng người ta đồng ý rồi á, là tại sao không tới luôn mà là tại vì em nghĩ bây giờ cũng sắp cưới rồi à. Để cho nó đem tân hôn cho nó tưng bừng dạ. Đêm đó có tưng bừng phá hoa không? Dạ tưng bừng luôn. Em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà. Nhưng mà nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Dạ vợ em có em cảm giác gì vui nữa. Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui hả? Mà ổng vui không? Ông vô không có nói nữa không em? Đi tân hôn có nói không? Ăn nhiều thứ ngon lắm để chuẩn bị mà. Dạ. Rồi còn nói nhiều không? Đêm tân hôn có nói nhiều. Lúc ấy chỉ có im lặng thôi. Không, cái buổi tối thì không nói anh Thuận. Cái buổi tối thì không nói. Cái buổi mà tắt đèn là không nói. Chỉ làm việc thôi. Ừ. Dạ. Còn tới giờ này thì em sáng đèn là bắt đầu nói đúng rồi đúng rồi. Là tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi. Kêu em là đàn bà luôn á. Phải nói nhạc quá. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ổng nói là ổng nói vui hay là ổng nói mà mình cảm thấy bị phiền phức á, bị cạm ràm á, nói nó có nhiều cách dạ. Nói nha. Cảm thấy phiền phức, cạm ràm. Ràm. Dạ. Cạm ràm vợ hả? Dạ. Thôi cái đó để bây giờ sẵn cho kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh xấu sao nè. Nói nhiều nè, kỹ tính, sạch sẽ. Nói chung là thí dụ như cái vấn đề sạch sẽ, sạch sẽ là sao? Ví dụ sao mà là tật xấu ta? Có từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc thì phải ra ngoài sân. Còn mới là chỗ nào mà đông người mà có thuốc hút hay là khói bụi gì đó là đưa con vô nhà liền. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt. Đó, lau sạch mà sẽ. Mà ai đó. Lau? Ai là người? Ảnh lau. Nhiều khi về quê chơi Tết á, về quê ở Vĩnh Long á là người ta ăn nhậu đúng không? Ảnh không có đâu. Dọn dẹp lau nhà, mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm. Một ngày có thể lau 3-4 lần luôn á. Tại vì có con nhỏ mà. Có con em. Dạ, để em giải thích nhỏ. Tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu. Kỹ tính nhưng mà em nói nhiều. Nói trời ơi con không được cho coi điện thoại. Ngủ nó phải để điện thoại xa con ra nó sống rồi nó hại. Rồi bụi bặm đồ nói chung là em như con nói chung con nít đó cái phổi nó yếu. Em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi là ba vợ em á hút thuốc phải ra ngoài sân. Nhiều lúc ba vợ em bị bực chứ bộ. Nói nhà tao mà. Nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á là em nói sao mà để ông đi không? Nói ba ơi có con nhỏ, có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm nó bị ho. Nên là ba đặt sân hút thuốc. Cũng bực lắm. Nhưng mà vì sức khỏe của cháu của cháu. Dạ, cũng thành thói quen á. Ba em cũng thành thói quen ra ngoài. Rồi sao nữa? Có ghen tuông rồi có không tuyệt đó là em không ghen nha. Không không ổng 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 á đang kể thật xấu ổng nha. Hay dê dê lắm, đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em, mà trong khi có vợ mình đi theo nữa. Mình em cũng bình thường không sao hết. Kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó. Đó. Thì đồng nghiệp bình thường mà chị. Dạ. Nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không? Ghen dữ dằn lắm. Dữ dằn. Ủa dạ. Nhưng mà em đi dạy thôi mà. Dạ. Em chỉ gặp phụ huynh thôi. Không lẽ ghen với học sinh mà mầm non mà. Thì bởi vậy không, em mới nói đó. Em ghen với phụ huynh của học sinh. Đó. Nghĩ sao mà thời buổi bây giờ mà đi rước con thì mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à. Ê đụng chạm nghe. Đụng chạm nặng luôn đó. Đó. Tôi là cởi cái sơ mi này ra là về là đi rước con tôi không đó. Đó. Mấy ông bố kỳ thiệt. Để mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à. Ông đứa cái đầu đứng mình nói tại em con em cũng học chung trường đó luôn. Con em mấy mấy tháng rồi? Con dạ, em mấy tuổi? Ba tuổi. 3 tuổi. Dạ. Cái vô kiểu là đứng đầu nói chuyện con với cô hả? Nói cứ nói như là phụ huynh á. Trao đổi với dạ, cô. Dạ trao đổi chứ. Là con nó sao á. Thì em ghen. Anh vô gì tiếp khúc ra đó. Sao? Tôi ghen có cái biểu hiện mặt mũi mình sao? Cái thái độ là trừ mắt em thôi. Dạ. Rồi về là em im luôn. Có tại vì vợ em mà nó biết em giận dễ lắm. Tại vì em không giận là em nói. Đúng. Mà em im. Giận là im. Là em im là nó. Ủa gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Tại vì em im là em giận. Mắt giống như đang phụ huynh mà đang nói chuyện là đứng từ ngoài xa, đứng sau lưng ông phụ huynh, đứng phía sau lưng ông phụ huynh nha. Nhìn vợ. Đúng rồi, một cái một. Đúng rồi, đã đúng. Vậy hả? Mà không biết là cái có nhiều vậy nói ít thôi chứ. Còn về quê em nhiều khi em xách xem đi chợ cũng không cho đi. Đi chợ mua đồ ăn cũng không cho. Sợ đi. Sợ mấy ông bắt theo á. Giống như là thả hổ về rừng vậy đó. Sợ đi lung tung. Ghen dữ vậy không? Em không biết luôn mà mặc dù là mình xong rồi mình nói ủa có gì đâu ghen ta. Ừ. Nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè, tí nó ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn á. Em ghen nữa. Đó. Kỳ em là cái máu. Nó là cái máu hay sao á, mặc dù là em đi với mấy dancer DJ rồi nhiều lúc ca sĩ rồi thì cũng gặp kè chụp hình thì cũng bình thường. Mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường nhưng mà em thì lại ghen.
Em không hiểu cái đó là ăn vô máu. Thôi gì đi em máu nữa. Là ghen bệnh rồi, cái đó ghen bị bệnh á. Thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ. Đúng rồi, nhìn mặt vợ em. Mắt công nó nhìn mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Mình đi hoặc là nhìn chị nè. Đó. Em ơi em mà. Không biết sao mấy cái này có thuốc chữa không ta. Có thuốc gì không chứ mà em ghen quá nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị. Ghen bị mệt máu rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà đó giờ em có bắt gặp cái trận nào không mà dạ sao? Không thì giờ em đâu có gì đâu, nhưng mà ý là cái ghen vu vơ phong long là ghen tưởng tượng thì ghen trong tâm trí á. Thì bữa đó là em nhớ em đi show về 12 giờ đêm rồi, về nhà cũng mệt, về không thấy vợ đâu hết. Alo, đang đâu vậy? Gằn giọng quýnh quán liền. Em đang đi làm đẹp spa mà cái bà chủ đó bà điện ngược cho em, chị xin lỗi em, dạ vậy chị làm trễ quá, mấy cái công đoạn này trễ quá là quýnh quán hết trơn. Nói là không giữ vợ, không từ giữ lúc vợ cưới tới giờ là chưa có đi qua khoảng 10 giờ, bữa đó làm tới 12 giờ đêm, trời sợ quá rồi. Quạo quọ đúng không? Quạo quọ đi về không thấy em đâu, sợ xe cộ đứng xe cộ hai mới đi không, chơi trong đầu nghĩ, trong đầu nhảy số vậy, tưởng đi với thằng nào đó. Không thiệt, cái đó là thật sự luôn. Em điện là đang đâu, dữ dằn lắm, trời đầu là đầu nhắn tin liền, em đang spa để kiểu làm chạy một phát một luôn, chưa thay đổi là chết. Đứng bên ngoài cái rồi em thấy nhắn coi tin có cái xe đó không, em nhắn tin liền đó, anh ơi đừng có vô nghe, đừng có la âm sùm nha, em xin lỗi liên tục luôn. Mà này cũng sợ ổng sợ cái miệng nào giờ đâu có đi qua đêm vậy đâu, đi tới khuya vậy đâu, với lại sợ bị la nữa. Mình anh nói thiệt, đó giờ là em có chửi lộn với tao không? Mình chửi bên ngoài chửi lộn á, gây lộn với phụ nữ, lộn với con trai đùa. Em nghĩ là cũng không gây lộn, nhưng mà cứ như trong công việc mà có gì đó thì cũng có tranh luận, cũng quyết liệt. Biết sao nổi gì không? Cái giọng của em nó nói chung là nó chèn bẹt nó hay lắm. Em gây lộn với ai không ai gây lợi em đâu. Đó, anh nói thật còn nói như vậy mà. Chết em luôn. Rồi giờ còn tật xấu gì nữa không? Hả? Còn tật xấu gì nữa không? Cô giáo? Dạ không. Có không nhiều còn thôi. Gì nữa đâu. Dạ. Hết rồi phải không? Dạ dạ. Ghen thôi, ghen bệnh. Dạ dạ đúng rồi. Ghen bệnh rồi quá sạch sẽ. Dạ. Lèm bèm. Dạ, đúng rồi. Rồi còn bà có tật xấu gì không cưng? Tật xấu là cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha. Bệnh đó, bây giờ mà em phải khui chứ. Ừ, nghĩa là lợi của mình mà. Em tại sao em lèm bèm nè, có nghĩa là em nói cái đó rồi một lần, hai lần, ba lần, 10 lần luôn không thay đổi. Mà cái việc nhỏ đó, ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi, thằng con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu mà mới, nó xài từ năm 1 tuổi mấy đó, giờ 3 tuổi lại xài, nó tự lướt tự coi TikTok rành. Dạ đó, thì tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt. Nhưng mà cứ để đi làm về là thấy mẹ không máy còn mày. Đó, rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà đồ cho nó sạch sẽ đồ để cho con cái có sức khỏe thì vậy đó. Đó là mặc dù là em nhắc 1-2-3 lần mà vẫn không nhớ. Không biết là này có bị mất trí nhớ là sao, hay là cố tình chống đối. Đó. Cái nghe không phải im lặng là đồng ý, mà im lặng mày tao không làm mày làm gì tao. Đó, em vậy mới thắc mắc như vậy thôi. Im lặng trong sự chống đối. Dạ. Thì rồi. Có như vậy là không có chú tâm vô những cái lời mà chồng nói đó, chồng đúng không? Cho nên là chồng nổi điên, chồng lèm bèm tiếp dạ luôn. Có khi nào mà em nói mà nó không đúng thời điểm không? Cho nên bà mới bực. Dạ, có những lúc thì cũng không đúng thời điểm, ví dụ như vợ đi làm về mệt. Ví dụ vậy, nhưng mà cũng có những lúc là đang thông thả, cũng đang bấm điện thoại. Thì nói cũng vậy thôi chứ không có sửa. Có nghĩa là hiện giờ chồng vợ của em đang bị bệnh ghiền điện thoại đúng không? Bị ghiền dạ, điện thoại. Dạ, bị ghiền điện thoại. Vậy là bấm điện thoại suốt. Dạ. Thì nói chung là cái này là cũng có một phần là ngoài làm giáo viên thì bán online rồi đó. Thì cũng có, nhưng mà em nói hạn chế thôi, bán cho vui thôi cũng được. Tại vì kinh tế thì cũng không phải là mình phải để làm những việc đó. Em còn cấm luôn mà, em nói vợ em cũng thích là vui rồi vậy đó. Mấy phụ huynh đồ tăng may đặt hàng rồi đó rồi. Cứ cầm điện thoại miết. Tại muốn thôi để lo cho con. Dạ. Rồi còn gì nữa nè. Hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30 em 37. 37 rồi, dạ. Rồi dạ. Có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mấy cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, khoảng tháng nay á, tối đi ngủ rồi tắt đèn hết rồi, anh ơi cho em nhát, cho em nhát nữa. Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có ba, chưa được 3 tuổi, gần 3 tuổi thôi, coi như là với lại là vợ em là đẻ mổ thì phải sau ba năm thì nó mới có sức khỏe, với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa nó mới ổn định. Là giờ em đang muốn có một đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng hợp tuổi luôn, tại năm nay năm Sửu. Đó, cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao?
Em không, nói thôi ngủ đi em. Tại sao vậy? Thì nãy em phân tích là em chưa muốn có thêm đứa nữa. Không, thì cái chuyện có con là một chuyện, còn cái chuyện mà nhà nhắc này nhắc nọ lại là một chuyện khác. Dạ, nhiều lúc sợ lỡ cái nó không kế hoạch được, cái nó dính luôn là khổ. Trời, rồi em bắt vợ em coi như là dạ, ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Trời, nó nghe trong 3 năm nay. Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch anh. À, dạ. Thì tưởng đâu cho nhịn đói 3 năm là mệt. Nhưng mà em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn. Gì đâu mà anh ơi, đứa nữa đi anh. Đứa nữa đi anh. Ta thèm luôn á. Ta thèm có con mà. Dạ. Đúng không? Mà phải mới mổ cách đây mấy 3 năm thôi, có phải ít nhất phải 5 năm. Không, phải 2 năm là có thể có con được rồi. Dạ. Nghe. Dạ. Nghe, 2 năm là có con được rồi. Rồi. Vậy được xong cái thì... này anh cho em đứa nha. Anh thử nói 2 năm là anh yên tâm rồi. Đó. Cảm ơn anh nhỏ. Dạ. Nhưng mà bây giờ phải làm liền đi. Dạ. Chứ không là nó qua tới năm sau đó. Ý, giờ là qua năm sau rồi. Là năm sửu, đó là năm nay mà. Năm sửu. Năm nay. Nhưng mà bây giờ mà có là năm sau mới đẻ. Không, nếu bây giờ có liền là nguyên con luôn. Ừ. Bây giờ là mới tháng Giêng. Em sao vậy? Bây giờ mới tháng Giêng à. Ờ được rồi, đúng rồi. Nguyên con trâu luôn. Đêm nay tranh thủ luôn em ơi. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm giùm cái note lại, ghi lại và sửa một lần hai lần là phải sửa. Để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con đồ nó phát triển. Đó là phải nghe, ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu. Ừ. Để xong hỏi em ơi cái đó đâu không có hay nhớ quên. Luôn đó. Đó là hay quên đó. Dạ. Cái tật dạ. Hay quên dạ, nữa đó dạ. Cũng là một tật xấu á. Dạ, dạ. À, mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói. Rồi nha em yêu. Rồi tới em yêu đó là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô, hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện nhận chủ gì tới nơi là lo làm không lo ăn. Người hay uống những lon nước ngọt rồi đó, hay uống không mà uống cà phê lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Ồ, là dạ, thay cơm bằng sáng. Nước đó nguy hiểm nha. Dạ. Bỏ bữa với lại nóng tánh, nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ. Bớt nói nhiều hay là cơm. Bỏ luôn. Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải chú tâm những gì anh nói, là bảo đảm luôn anh không nói nhiều nữa. Ừ. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều. Bị bệnh. Không có được rồi. Phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Ừ. Thực sự em thấy em ghen em mệt không? Mệt. Quá mệt. Mệt lắm luôn chứ thôi. Ghen mà... cái đầu nó quay. Ừ. Nó không làm ăn được luôn á. Mà chị nói dạ. Thêm nữa nè. Tự nhiên mình ghen á, tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Ừ. Thiệt luôn. Tự nhiên mình thấy tự nhiên sao vậy trời. Sao mình cứ dưới kèo hoài vậy mà chị phải ghen. Tại vì vợ em nhỏ em tới 8 tuổi lận. Đó nên là sợ hả? Sợ. Không hề, chị nói em á, bây giờ hả, những cái chuyện mà trên là hơn một giáp hay hơn hai giáp là chuyện rất là bình thường. Mà xu thế là mấy cái cô gái á, mà có chồng lớn hơn tuổi á, là nếu mà biết đúng đường á, là mê chết luôn, mê chồng á. Dạ. Mê. Mà không những là mê mà còn thần tượng chồng mình nữa. Ừ. Em hiểu không, chứ mắc mới vậy em phải ghen. Trời ơi, em kèo trên mà. Sao phải ghen trời. Ừ. Dạ cha, xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị. Dạ, hôm là ngày em tin chị đi, chị dạ. Nói chị nói nghiêm túc. Tại vì tự nhiên ghen á, tự nhiên thấy người mình nó bị hạ xuống. Dạ. Ví dụ như ghen, ví dụ đi, chị nói ví dụ ghen ai mà không có. Dạ. Yêu là phải ghen. Dạ. Nhưng mà mình phải biết giấu tất cả những đó, mình trong showbiz mà. Dạ. Mình phải giấu lại chứ, để dạ. Mà cái tư thế mình nó khác chứ. Đúng dạ. Rồi. Trời ơi, chứ tự nhiên xong tự nhiên... này về em lật kèo lại. Lật kèo lại cho không chị. Ghen nữa. Lật kèo lại. Đi em. Chà. Thoải mái đi. Cho một đứa nhỏ. Cho một thằng con trai hay gái rồi. Trai rồi. Trai rồi. Một thêm đứa con gái nằm sủ cho tôi. Dạ. Trời ơi, hiểu không? Là nhốt chân ở nhà luôn. Dạ. Dạ. Hết chuyện bây giờ. Mong muốn vợ mình đừng nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Trời ơi, là mà công trường người ta mất xã hội đó. Thì dạ. Thì phụ huynh nữ đi đứa con rồi. Thôi, sao được, mỗi nhà mỗi cảnh mà nhà ông nội này nè, có bao giờ mà xả đi đứa con đâu. Dạ. Ông nội này ông đi tôi không? Đi vậy đi. Là anh. Tôi anh... là tôi rảnh là tôi đi đứa con. À, nhưng mà chị bật mí cho em một điều nghe. Những cái ông mà đàn ông mà đi rước con thường là những người rất thương vợ và rất thương con. Ừ. À em để ý giùm chị cái đó nghe. Dạ. Chi tiết đó. Cho nên em yên tâm là người ta không có bị gọi là say nắng một dạ. Người nào khác đâu, bởi vì phải thực sự thương vợ thương con người ta mới nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Dạ. Đó, đó. Đây. Điển hình là anh Quốc Thuận. Ừ. Đúng dạ. Chính xác luôn. Tôi khẳng định luôn, tôi chưa bao giờ tôi ghen với vợ tôi một cái gì cả. Dạ. Sống rất là vui vẻ nghe. Rồi sống an nhàn lắm. Thảnh thơi nữa nha. Vậy cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son về cũng em sẽ thay đổi tư duy. Thay đổi nha, thay đổi nha, nhớ nha. Và chúc cho hai em luôn vui vẻ nha. Dạ. Và cuối năm nay có một con trâu vàng xuất hiện. Dạ. Rồi. 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 D
Bà trâu nữ. Trâu vàng. Và hôm nay cái ngày cũng đặc biệt luôn, là ngày quay hôm nay là ngày sinh nhật của vợ em luôn. Hành động đi. Birthday. Vậy là tối nay luôn nha. Nào, tối nay tặng một con người. Dạ. Nhớ nhớ nghe. Hành động nhớ đi em. Em okay. Có cái gì đặc biệt để mà bày tỏ với vợ không? Dạ em thì xưa giờ em hay làm bất ngờ không à. Nghĩa là sinh nhật 28 tháng 3, 14 tháng 2 là từ lúc cưới đến giờ luôn, là em nhiều lúc đang dạy trong trường á, buổi trưa luôn. Em gì vậy, đang như vậy. Đầu ra tặng quà. À, bây giờ hôm nay thì ngày hôm nay em cũng rồi, đứng lên đi. Có luôn. Wow, trời ơi. Nặng ký luôn á. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật em. Trời ơi, gánh tị quá. Nhẫn đẹp quá à Bin. Đẹp quá. Trời ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Rồi. Tới này nha, tới này nha. Tới này à. Tới này cho nhát nha. Rồi, happy birthday em nghe. Rồi, cảm ơn hai em. Sau đây là đi kiếm Yến ăn vô lấy dưỡng sức, cái tối nay là dễ sợ lắm á. Rồi, chút nữa chúng ta gặp lại nhau. Dạ.